Chào các bạn, trên tay mình này là chiếc Emma Watch như tên gọi của sản phẩm. Thì các bạn có thể nghe những bản nhạc Emma trực tiếp từ chiếc đồng hồ này. Nhưng không giống với các sản phẩm đồng hồ thông minh khác trên thị trường này, Emma Watch nghiêng phần nhiều về thiết kế hơn là tính năng. Trong hộp chúng ta sẽ có thêm một cáp kết nối micro USB và một tai nghe đi kèm theo đồng hồ. Với hai đầu giắc này là 2,5mm. Từ ứng dụng này thì mình khuyên các bạn nên đọc nó để thuận tiện hơn cho việc sử dụng sản phẩm. Đầu tiên chúng ta hãy nói đến thiết kế của máy. Chúng ta sẽ có một sản phẩm thiết kế từ kim loại được phủ lên bề mặt của nó làm một hòa đồng khá sang trọng và lịch lãm cho người sở hữu nó. Cái chất liệu dây này thì mình cũng không đánh giá cao vì theo mình thấy nó hơi cứng. Nhưng đây cũng là một điểm chấp nhận được vì giá thành cho đồng hồ này khá rẻ. Bây giờ mình sẽ nói về các phím bấm này, nó sẽ có những chức năng gì. Như ở phần đầu video mình đã nói các bạn nên đọc tờ hướng dẫn sử dụng này. Phím 1 sẽ là bật, tắt, tạm dừng cũng như phát nhạc MP3. Phím 2 sẽ là next bài tiếp theo và giảm âm thanh. Cái phím thứ 3 này là sẽ tăng lượng của máy lên. Phím 4 sẽ là reset. Ở số 5 này sẽ là cổng sạc cũng như jack cắm tai nghe 2,5mm. Và số 6 này thì tất nhiên là chỉnh giờ. Còn đây sẽ là đèn tín hiệu của máy. Khi bạn muốn mở nhạc hay ấn vào đây và giữ nó. Nếu như cái đèn xanh ở đây bật lên thì có nghĩa là đồng hồ đã sẵn sàng nghe nhạc. Như vậy là mình đã hoàn thành xong video giới thiệu về chiếc M3W. Xin chào và hẹn lại các bạn trong những video lần sau.